Mới đây, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Cuộc đối thoại thực sự là cầu nối giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy, việc điều hành của chính quyền sát với đời sống và gần với nhân dân. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thị trấn đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều hoàn thành, công tác quốc phòng quân sự được củng cố, trật tự xã hội được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương như tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động thăm hỏi tặng quà của các cấp đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ Tết được tổ chức đầy đủ, chu đáo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao, đổi mới về nội dung, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã nêu lên những ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, môi trường nông thôn, giao thông, chính sách. Bằng tinh thần cầu thị, cởi mở, tôn trọng nhân dân, lãnh đạo thị trấn đã trả lời và giải trình kiến nghị của các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể. Phần trả lời của lãnh đạo thị trấn đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp làm rõ được hầu hết các vấn đề còn băn khoăn vướng mắc của các đại biểu. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đối với những vụ việc vấn đề cần có thời gian để xác minh làm rõ, giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, hẹn thời gian cụ thể giải quyết cho dân. Đối với những vấn đề vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ánh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ, chính sách hiện hành thì được tuyên truyền giải thích rõ ràng. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.